tính tiền để mà trả tiền xe cho chị Thấm. À, về xe thì Thủy không biết ngành, không biết về xe chị. À, thì hôm nay anh Hiền xuống tư vấn cho chị Thấm chứ Thủy không biết. Quà tặng em thu ra hết 20 triệu 298 ngàn. Xì chị hai thì thấm 2.000 đó đi, 2.000 là hên đó. Mua thêm xe nó trả được 200 ngàn cho anh không ở này đấy, chủ xe hả? Dạ. Em tính toán được chủ xe rồi. Lấy nồi, cái nồi này, này có để cho cái nồi không? Là tặng cho cô mượn cái nón đi. Tổng số tiền là 20.198.000, còn dư được 2.000 mới lì xì lại cho Thấm đó. À, cái này để cho nhân viên giữ, mình chỉ giữ cái phiếu này để qua bển thì nhận thêm quà và cái ngày đi đăng ký xe, đăng ký xe để trao trả. Bây giờ mình qua mọi quà bển ra đi lấy những lấy quà tặng đi đi chị Thấm. Khi nào tặng được chiếc xe nữa không? Quay gọi không có. Quay gọi. Này nè. Thùng nè, rồi tiền đét, rồi quên rồi, cái người
Cô chú anh chị và các bạn cùng vô chợ mua đồ với con với cô Mười chị Thắm nha. Đi cô Mười. Bây giờ mình cũng chưa biết là mua cái món gì nữa, đi vòng vòng coi coi mình đi lựa coi coi mua gì cho nó nhanh và lẹ chứ không biết mua gì nữa. Mua cá đưa hồng về nấu lẩu. Cân hai con cá này chị. Dạ, lấy nhiêu đó đi chị. 30, 75. Anh chào cô Năm. Hôm nay cô Năm bán ra được không? Bán đây ra con. Dạ. Đây con 300 gram nữa. Mua về mình giò viên để mình nấu lẩu á. 300 con ha, 200 cũng được. Ừ. Mua gì đó con? Năm nào nó chụp hình tao, nó quay truyền hình mày. Hôm qua tụi nó cũng quay đưa tao lên truyền hình. Ê, Năm nhồi lại con nha. Để Năm nhồi lại gia vị cho con luôn nha. Ê, cái gì Năm nhồi này nha. Cái gì con? Qua kia ủa hành bán hết thằng gì nó cũng quay Năm lên truyền hình. Năm nay vui lắm. Năm ố ngày lên truyền hình vậy. Anh thấy không vậy con? Chị Thắm giờ là cái xe này là thủ quyền về xe của chị Thắm, giờ chị Thắm sẽ sử dụng chạy về. Bây giờ mới vậy mới vui rồi mua xe cho Thắm mà rửa xe ở nhà của Mười. Mười tài trợ để rửa xe cho Thắm. Ê, chào anh Hải. À, nhớ chạy 100 cây xuống đây thay nhớt nha. 500 cây. Dạ cô Mười ơi, Thắm ở đây. Dì ở đây. Dạ cô chú anh chị, bây giờ về tới nhà của cô Mười rồi. Thắm đang chạy về tới đây nè. Bảo Nam đâu có nhà đâu. Nó xin nó đi chơi.
À, bây giờ mấy chị em mình thiệt tình luôn ha, giờ là rửa xe ở nhà cô Mười ha. Dạ. Nắng rửa tủ lạnh luôn. Tủ lạnh luôn. Tủ lạnh sao? Không gọi mua đó, hả? Chị tủ lạnh không rồi chưa rửa hả? À, không rồi không biết đâu vậy ta. Sáng nay có tuần dịp luôn nè. Đắng rửa nhà cô Mười luôn đi, ở đây yên tĩnh hơn đắng bắt. Nhà thì cô Mười trước đi, em chạy về ngoài trước đem đồ ăn cho ông Nguyên. Rồi. Chở mấy nhỏ ra chơi luôn. Nãy Thủy với cô Mười, chị Thắm đi chợ thì mua cá đuôi hồng thì nấu lẩu, lẩu với cá cá thắt lát mình dò viên lại á, nấu lẩu. Còn con cá lóc này thì khứa ra mình chiên bột chiên giòn nha. Chị Thắm với cô Mười đang làm ở sau, giờ Thủy sẽ bắt cái nồi nước lên để nấu nước để nấu lẩu. Bên bác Ba có bán dầu ăn không chị cô Mười? Dầu ăn nhà có dầu ăn gì ăn chị? Đủ không? Đủ. Chiên cá nha. Nó có bự hơn quá Mười. Hả? Cái gì chị Thắm? Cái nắp này nè. Sao nó về cái của người ta lọt cho trong mà sao này nó rồi lộn rồi. Lộn rồi cô Mười ơi. Bị lòi ra một khúc rồi. Của người ta là nó phải là nó ập vô gì nè. Mấy con này nó đưa ra ngoài quá trời luôn nè. Cái này của đổ có ai gì lon hả? Rồi bữa nào chùi sạch sẽ rồi nói gì đổ lại. Cái này lộn nắp. Cái này nè, cái này chín cái kia Mười. Bà đại hoài, bà lấy bà đại hoài không được quá thôi lấy này đi. Bà hôm hỏi ba nói là chừng nào ấy đổi lại mà chị. Đổi luôn lại. Khứa con cá này ra để mà mình chiên nha. Khứa mình chiên để mà cuốn bánh tráng á. Mình khứa vậy nè, để hôm mình chiên nó giòn lại á, cái xương nó không có nó cũng xương nó cũng giòn luôn. Để hai bịch bột chiên luôn nha, bột chiên giòn để cho nó thấm vô con cá đặng hôm mình chiên luôn cho nó dễ lắc. Cái đũa lắc thì lắc thì ơi không lẽ một bịch đủ không rồi? Nhiều lắm á. Trời bà đó coi phải hai bịch. Bị dư nữa. Ủa nãy làm bịch hả hai? Một. Để con nó để mời. Con bịch. Con bịch để mời. Để mời rửa nhà. Rửa nhà nữa hả? Nhà gì rửa? Nó chưa rửa. Món gì ăn đây mình rửa. Con Tết này chưa ăn Tết. Cô Mười có thao nào không? Cho con cái thao để mà đổ cái cá ra đặng con nhồi cho nó dẻo lại á, nó dai á. Hôm mình dò viên mình nấu lẩu. Bự hay nhỏ? Phải nó thao ra gọn gọn cũng được. Cái cá hồi nãy cá nạo này nè. Cô Năm cổ cũng nhồi lại á. Niêm gia vị hết rồi nên giờ mình cũng không có cần niêm gì nữa. Tại vì giờ tí mình nhồi thôi, nhồi cho nó dẻo cái cá lại. Nãy chị Thắm mua cá với thịt nhồi cho nó hòa chung với nhau nó dai. Cá thắt lát thì nó dai lắm. Cá nó dẻo á, nó dai á là nó bóng lại. Còn nó không dẻo là nó bị sùi lên. Thường thường ta nói mình mua cá dò viên á là về mình quết vô nồi vậy đó. Quết đặng cho nó dai lại.
chị Thấm để cá sai vô cái bọc mình nè. Vẽ cho nó vẽ lại cho Thấm. Lấy cái kéo nặng, cái kéo cắt. Ở đây chị làm nha, em ra ngoài vô nhà em sắt cà em cháy nha. Gì vậy? Gì cô Mười? Hết ga hả? Tụi nó nay đổ ga cho cô Mười. Chưa. Đổ máy không bình. Bình hả? Giờ là nó ga là cái gì thường giờ Thủy sẽ cháy cà chua để hôm mình để vô nồi lẩu á. Tắt thì cũng đã dắt rồi, để hôm mình nấu lẩu nè. Tắt cà chua và khóm. Mình cháy mình để vô tí xíu đường nha, muỗng đường để cho nó thấm, nó không có chua. Giờ Thủy sẽ để cái chai nước lẩu vô mà nấu lẩu nha. Để cái chai này vô là nó thơm liền á. Và đây Thủy cũng có là khóm và ớt. Ớt và củ hành tây mình để vô cho nó thơm luôn. Tắt luôn, nước tắt. Rồi giờ Thủy sẽ ôm nêm nếm đường và muối. Mình để chừng chừng 2 muỗng muối ăn cơm á, mà lại để trong cái giá nha. Đường thì phải nhiều hơn muối. Tại mình nấu lẩu nó phải có độ ngọt và độ chua. Mình để giá gửi đi rồi thôi mình đi nếm lại nha. Và để cà vô luôn. Ngay cà Thủy đã cháy cho nó có màu đỏ đỏ. Giờ Thủy để vô miếng ớt sả tế vô nữa. Ít thôi nha. Để cho nó có màu lên nó đẹp á. Nhiều quá sợ mấy nhỏ nó cay. Giờ nêm nếm cũng đã xong rồi, giờ thì để cá vô nha. Cá đu hồng á mình để cho nó chín rồi thôi mình vớt ra. Thơm quá cô Mười ơi. Ba mùi thơm chưa? Khó quá chịu không nổi.
Đem để con cá khổng lồ vô. À. Cái này lại lấy cái giá nữa. Ừ, giá hơn gưới. Tên này còn múc 4 tô cho mấy nhỏ nó ăn rau vậy Thanh. Không ăn rau, nó ăn cá với chả cá. Ừ, 4 tô cho mấy đứa nhỏ đi. Đây. Giới thiệu cho em với cả nhà món luôn nha. Này món gì thấy? À, cá lóc chiên giòn. Là kêu bằng cái gì rồi, lâm quá rồng vậy đó. À, mọc món nè. Cái nhà là cái món là sáng thì đăng lên là giò gà xá tắc rồi. Là lẩu cá hai loại, cá chiên và cá siêu hồng. Cá màu hồng chiên nữa. Cá màu hồng hai món, chiên với lẩu đó. Bữa nay mình ăn được là cá không nhỉ? Rồi bữa nay có anh Phòng và anh Thái. Phòng ơi, đâu rồi, anh Thái đây? Chào anh Thái. Rồi, chị Tho nữa, chị Tho về giúp xíu, chị Tho chạy ra. Ôi, gà luôn chú Huyền. Mời Phòng không có chịu đi làm cũng ra, cũng chua. Chào anh Phòng. Chị Hải. À, em bé sửa sữa không? Được chị. Dạ hả? Ngày bữa nay kêu anh Phòng lại mừng vui cho chị Thấm cái chiếc xe cho chị Thấm. Cửa luôn cửa lạnh. Cửa luôn cửa lạnh nữa. Ké luôn. Thôi bữa nào ấy. Bây giờ mình mời đi. Anh ơi. Ừ vậy. Đi ra cho đây. Biết. Đây. Đây bây giờ hai vợ chồng có xe mới rồi đâu nói làm sao đâu nghe đâu. Cô Mười, ừ, nắm tay à. Cô Mười vô đây đây cô Mười con. Nắm tay luôn đó hả? Nói chung là giờ Hiền cũng xin cảm ơn cô chú. Từ trước tới nay cũng đã làm thành quân của kênh. Ê anh Hải anh. Hôm nay là đầu năm mà để giúp cho Thấm được cái xe để đi thiện nguyện với Thủy. Hiền xin cảm ơn ạ. À, chúc luôn chúc cô chú dồi dào sức khỏe nè, tươi trẻ nha. Dạ, xin Hiền xin cảm ơn. Anh nói đi. Để anh Hải nói đi. Nhìn ông Calamen nó tưởng nó không được rồi. Thủ thế đứng quay phim còn đẹp hết sức. Nói đi hả? Dạ, cảm ơn cô chú giúp vợ chồng dịch xe để phương tiện nó đi làm. Cảm ơn cô chú. Con cũng cảm ơn cô chú đã cho con chiếc xe đặng đi theo Thủy làm chung với Thủy. Con rất cảm ơn cô chú. Dạ, có Mười. Cô Mười rửa ké tủ lạnh đúng không? Rồi. Em cũng cảm ơn anh Minh Trị Huệ đó cho em cái tủ lạnh. Rất cảm ơn. Cái năm nay là chưa rửa được nay. Chưa rửa, rửa luôn sẵn hùng vô luôn. Tại sao có năm hơn năm rồi, năm nay mới bệnh hết. Vậy cháu mới luôn. Dạ thì thay dịp đây con cũng xin cảm ơn cô chú ở bên Úc đã giúp cho chị Thắm được cái xe để phương tiện đi thiện nguyện với Thủy. À, cô chú là Mạnh Thường Quân đã vợ thương vợ chồng Thủy đã từ lâu rồi, cũng thương chị Thắm ở đây, muốn tặng cho chị Thắm một chiếc xe để đi thiện nguyện với Thủy. Con một lần nữa con xin cảm ơn cô chú rất nhiều ạ. Và cũng chúc cô chú dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng năm mới, cũng làm gì được nấy, làm như tiền vô như nước vậy. Có nhiều tiền chẳng, có nhiều lẻ. Con cũng xin mời cô chú và Mạnh Hùng Quân tông ngoài nước dùng buổi tiệc hôm nay nho nhỏ với gia đình cô Mười và chị Thấm. Dạ. Với Hiền con không đợi để mà cô chú anh chị đợi lâu ha, giờ Hiền cũng xin mời vô nhập tiệc, chủ yếu là ngày nay là mừng chiếc xe cho Thấm và mừng cái tủ lạnh của cô Mười mà hơi cũ một chút. Dạ. Giờ dở ra cũng mới tin luôn. Xin mời tất cả mình vô dự tiệc ha. Rồi chị Thấm cô Mười rồi ngồi đi. Bé đứa nhỏ thì dọn tổng cho nó ăn rồi.
chép quá lông phải không? Nó có lồi ra mấy cái trứng nè. Trứng đỏ á. Anh lái ăn được đó không? Được không? Được rồi em. Ngon rồi, ngon rồi. Thôi được, thôi được rồi, được rồi. Nào, không ai đưa cho chú ba đi. Thôi, cho con tô được rồi. Con tô à? Nè, có chén sẵn nè. Thôi, có chén rồi, thôi đi. Có làm hồng, không biết làm không? Có chứ. Nhiều hả? Chưa tát, thôi chưa tát mà. Hôm trước thì bán này có chú gì? Ai như chú hai ông muốn đi làm hoài nay chưa nghỉ ngày chưa nghỉ. Ủa? Chín rồi không? Chín rồi. Chín anh như hỏi mình đậm nó gình hoài mà nó gình hai chồng này không được nè. Cô ngủ ngoài đó. Chú gì rồi? Chị ngủ ngoài đó. Cái nồi chưa sôi. Lâu lắm. Ờ nãy tắt lửa lấy sôi. Ừ. Mày mà đâu có gì mà bắt em ra đây hồi bữa mùng một hai gì mấy bữa cả mấy bữa trước bắt đâu có đem. Ừ. Mấy đứa có bỏ trong nhà không à? Mình cũng chết luôn từ nào mới có được mấy chậu bông á. Tôi con thấy mùng 1, mùng 2, mùng 10 mới dám đem đây nè. Vô đó cũng giờ cũng còn lá xanh không à. Thôi chợ mấy tỷ mời người kia cúc cho gà thử đi. Thử ăn thử con này 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 chưa ăn luôn nè. À, dắt tắt kìa. Đi chờ đợi cái lò lẩu nó sôi. Cô chú ba có đồ chưa? Còn. Giòn ghê quá, tối giòn. Ngon không? Dạ. Cái này là phòng. Đây rồi. Dùm tôi cái trứng đỏ đỏ cho anh thấy. Cô mùi làm á. À, cái trứng đỏ này bắt cho anh Thái, anh Thái thích lắm. Thái làm cái trứng cá chép. Cái này cấp độ anh. Cấp độ 2 hả? Cay lắm á. cái này ăn cấp độ 2 là có hưởng nè. Ăn cay cấp độ 2. Đây người ta cấp độ 3 quá. Nói mấy đứa nhỏ coi ăn được không? Không được thì còn ăn được thì để thêm vô. Hả à, thêm ra ớt hả? Ừ. Ngồi ghét rồi. Chà, ăn cũng không ượt luôn. Hồi cái để thêm hai đáy nữa thôi được. Cay quá trời. Giờ biết cay mày tao cũng đổ luôn chứ ăn cái gì. Món này lạ lắm, là mới ăn đầu tiên ăn ngon quá. Ăn miếng tỏi mà thấy cái gì nữa ngon. Rồi múc đi chú ba. Ngọt ngọt chua chua ngon quá. Em mười làm chú ơi. Mười làm hả? Em với cô Mười, chị Thắm. Ba ở nhà cùng ăn ngon. Lẩu. Lẩu cá được không? Mời cô chú cùng bún với lẩu với chú con. Mời cả nhà ăn bún. Mời cả nhà cùng ăn bún lẩu. Ngon quá. Dạ con mời ông bà cô chú anh chị và các bạn ăn lẩu cá thác lát với cá đường hồng. Vậy là cái gì mà cá thác lát đó hả? À, cá thác lát á. Dài á. Dạ anh thấy chị gì? Chị Thơ. Lâu quá ta. Hai chị về. Chị về chứ phải nào. Nãy chị đem mà lâu quá không được lên, từ nào giờ không lên phim nên khoái gì chạy về để làm mặt hay là làm mày nhớ biết. Vừa ăn quá ha, tôi làm cái lên vừa. Dậy rồi. Dậy hả? Nóng quá thấy. Đúng quá cay. Nóng quá. Nóng quá hả? Ừ. Đốt ra chứ hả? Ai gấp cho cô Mười miếng cá nha. Cảm ơn Thủy nha. Dạ. Rồi nhớ gấp nữa nha. Ừ. Thôi mình chia bánh nửa con đi. Tới mà bên đây tay dài quá. Ừ, cảm ơn Thủy. Ơi, chị Thôi vô tới rồi. Ở cho em con cá chén cô Mười. Gấp cho chị Thơ nha. Nãy giờ làm như cơ thể vậy. Chào chị. Dạ, chào chị Thơ. À, đây là cái ăn của anh Thái là cả nhà. Con ghé nhà đưa qua cho chị ngồi chứ hít lại. Qua đây nào ngồi mát. À, không, qua đây cho hai ông bà ngồi gần cũng được. Ngại dữ đó. Ngại dữ ạ. Ngại ngùng gì không, nhớ chồng mình mà ngại gì vậy. Ăn ở mấy chục năm ôm á. Bớt bớt lại con. Mấy chục năm rồi. Coi được ai mạnh thường quân nào nhớ nhà là không làm cái cước giùm đi chứ trời nó quậy quá trời quậy rồi. Dạ có hỏi hàng không làm bợ rước thì cho con theo luôn chứ giá bộ biết rồi. Ừ. Em gửi con đi gửi nó đi nè chị.
Thấy chén không ra. Chén này cũng không. Bên kia có rồi. Ừ, chị Tho có mặn gì không? Ít em ít thấy chị nhà vậy. Chị hả? Chị chạy qua chạy lại á, tại bỏ thằng nhóc ở bên ngoại á. À. Chạy qua chạy lại. Ở xa không chị? Ngoại sao? Qua cầu Hầm Luông chút. À vậy cũng gần. Là ngay cầu không? Ngay cầu không? Ừ. Cơm mười không? Xuống dưới dốc ở dưới chút cầu. Gần cầu. Ngay cầu Hầm Luông. Ai múc mới múc ra. Từ nhà cách địa điểm mình đây khoảng chị thắm múc đi. 15 cây. Ừ. Làm chứ không cắt nhà ngay cầu phải không? Ngay cầu là cắt không được. Nói chung là con ở dưới đít cầu. À. Con có gian, con quá gian dưới gầm cầu á. Thấy có cái ăn đi chị thôi. Cái giường trống trơn hay là cái con. Rồi ăn đi. Rồi cả nhà. Chị Tho ăn lừa hồi tập. Đây là chị Tho, là chị là nhân vật mới đầu tiên trong clip của Thủy luôn á. Thấy chị Tho rất là đẹp hơn, đẹp gái không? Quá đẹp, gái chân Thái luôn đi. Là phu nhân của anh Dương Ngọc Thái nè. Thường anh đi hay lấy cái nick anh đi nick em của anh là Thái Ngọc Dương. Thái Ngọc Thái. Thái Ngọc Dương nha cả nhà. Thái Ngọc Dương. Xin chào mọi người, là Thái Ngọc Dương. Chẳng mấy con ở Bình Dương về cái gì chạy à? Nó Bình Dương mùa dịch này nhốt con là chết. Ngon quá. Bây giờ con nói giờ có đôi lời muốn nói gì không? Ngại quá. Mình ăn miếng đi thì thấy cái món ăn của cả em và cô Mùi làm á, thấy được không? Ngon, rất là ngon. Chân giò cũng ngon, giò giòn ngon. Con thử giúp con thử nha. Thôi mình ăn lẩu rồi mình ăn thử cái giò gà em làm. Nếm thử qua hết đi thì hát khen nha. Nhưng bài đẹp. Giám khảo chấm đẹp. Chấm từ từ. 11 điểm. Ở trường nào? Quá trời luôn, 11 điểm. Dưới người ta có 10 điểm là này tới 11 điểm là quá trời cao luôn á. Chứ ở quê mình mà tăng tí mà nó món vậy là quá số điểm rồi đúng không? Quá chắc chắc. Thấy à? Hay Vũ Huyền á, cho 12 điểm luôn á. Vũ Huyền 12 hả Vũ Huyền? Dạ. Ăn đi anh Hải, mắc cỡ hoài á. Hai gung. Tại nay có xe rồi, vợ chồng thấy gung hả? Chị Thắm nói là hôm á chị ngủ mừng không quá, được. Mừng không được phải không? Mừng quá, không ngủ. Mừng quá, ông ăn mừng quá vậy. Bữa nay là sao? Nay là ngày rửa xe cho chị Thắm nè. Và rửa ké tủ lạnh cho cô Mười luôn. Cô Mười ai rửa gì cũng chắc kỳ rửa luôn. Nói với Mười là sao không đồng ý. Rửa hai lần. Anh Thái thì anh kêu rửa hai lần chứ rửa một lần thì không có được. Không ai không ai cho chứng không, hết được. Hôm nay rửa đây rồi mai chiều lại anh kia rửa nữa. Vậy đó. Nói đây nghe anh ta. Tính đợi đợt sau vô nhà anh Thái rửa cái tủ lạnh của Mùi tiếp. Vậy tới ba lần rồi. Tới đây mình làm món cái gì vậy? Gà. Gà gì? Gà nhỏ, gà tơ tơ nhỏ nhỏ rồi mà mấy gà con nuôi gà nội. Gà tre hả? Giống như là tre á. Cái đem lên bà giác, ăn xài. Bỏ thử luôn hả? Bớt ta xài á. Ừ. Cái mình nãy mua thịt gì vậy? Gà sống á, cái gì về mình dùng hôm qua đồ á. Ngon á, nó dai lắm. Vậy mùi với... Chưa vô, em. Bữa nào vô... Vô rửa, trả tủ lạnh đi không? Tủ lạnh. Để luôn phải không? Trả để hỏi nãy rồi đấy, con vô con á, con mần gà đem lên ba giác rồi vì tưởng đâu bỏ tính luôn chứ đâu đem đi. Đem đi sai. Đem múc cho anh. Đây đây ăn chén bún đi. Chị sao mà đem lạnh. Chị Thắm mà múc lẩu hay là em đi Thắm. Nói sợ nó lo cũng đúng. Bé Hà đâu? Nè Khang tiếng nói. Bé Hà đâu? Các em ăn anh Thái, ăn đi. Tự nhiên đi mà, hôm nay là phải vui cho chị Thắm và cô Mười. Mừng không ngủ không được mà ăn giờ vui. Ê, nó nghe là rửa tủ lạnh. Đâu quá ăn. Ê, anh Thái, người ta thường thường người ta nói rửa gì phải khởi động lên. Giống như là xe phải khởi động, còn cái tủ lạnh là hơi phải dở tủ lạnh ra.
cho nó phà ra. Ờ, à, nó phà ra. Nó phà là chừng tiếng hồ á. Ra chứ. Phà. Dở ra chừng tiếng hồ được không? Không, sao không? Ủa, anh mà tự nhiên thấy bất ngờ từ trước tết giờ anh chưa ngồi ăn bữa tiệc mình đầm ấm gia đình vậy nhưng mà nhiều món quá dạ cái thấy bất ngờ xúc động. Nó ngon quá, mốt mình mở quán ăn luôn đi. Dạ thì mốt em mở quán ăn của chị phụ với anh Thái phụ em nha. Đừng nói hồi trước hai vợ chồng làm thử nấu chỗ của anh. Gần nhà mới có cái chỗ ấy á, thường nấu ăn cái đó lắm. À, Tây Mộc hả? Ừ. À, nghe nó vắng quá anh ơi. Có nhiều người nhà mà. Không, nó bán được cho anh Thái với chị Thoa. À, tại vì anh Thái với chị Thoa về đường quê ngoại là đi đường đó không á, ừ. phải bán, rồi bán anh chị là nhiều nhất. Thôi nấu ngay cửa nó luôn đi, cho dễ. Ra đụng liền hả? Bữa nó đi ngay này, sao trốn mình ra. À, hôm nay á. Có cái sàn hay đó. Ừ, ừ. Đừng đi đụng này được nè. Ngon à. Đợi đó tính mở quán nhậu như đó đấy chứ. Chết luôn. À, hôm nay cũng em cũng gia đình em cũng vui mừng cho anh chị được chiếc xe để mà phương tiện để mà đi thị nguyện với em. Thì một lần nữa con xin cảm ơn cô chú ở bên Úc đã cho tặng cho chị Thắm một chiếc xe. Con cũng mừng lắm, chúc cô chú nhiều sức khỏe ạ. Không, Thủy cũng không biết nói gì hơn nữa. Thủy rất là mừng tại vì Thủy đã làm cái thị nguyện này. Thủy giúp cái hoàn cảnh nào là Thủy rất là vui mừng. Dạ, Thủy cũng mong ông bà cô chú cùng đồng hành với vợ chồng Thủy và để giúp cho những hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. Dạ, clip với Thủy đến đây đã hết. Thủy xin chào ông bà cô chú, anh chị và các bạn ạ. Xin chào. Xin chào.